giao cho em. Chắc được đấy, nó thấy vừa đủ này. Nhưng mà cái màn hình chiếu nó chói, nó cũng thấy được cái gì trên màn hình chiếu cả. Có bạn nào xung phong thì mọc thì được. Rồi bạn nào lên đọc cuộc bài thơ hồi ba cho thầy nào. Gì quên nhớ. Xuống như công với công tất cả những công của mẹ. Tôi muốn tắt nắng đi cho con đường nhập mất. Tôi muốn một gió lạc cho con đường quay đi. Của ông vượt này đây, còn thống mật này đây. Này đây hoa của đồng đội xanh rì. Này đây cành lá của cành tô phơ phất. Của em ăn này đây từng si. Và này đây sáng chấp hành vi. Này đây sáng chấp hành vi. Vừa sáng sớm thành vui thành vọng. Thẳng nhiên non như một cặp môi gần, thẳng nhiên non như cặp môi gần. Tôi sung sướng như một vàng của mình ở tôi chẳng đợi đợi nắng hạn mới phải xuân. Xuân đường mới nghĩa là xuân đưa qua, xuân còn lại nghĩa là xuân sẽ già. Xuân phải hết nghĩa là tôi cũng mất. Xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng như ngực trời cứu trận. Lòng tôi rộng như ngực trời cứu trận. Tôi rộng như ngực trời cứu trận. Lòng tôi rộng như ngực trời cứu trận. Không cho dài, không cho dài để chạy khỏi những nhân gian. Không cho dài để chạy khỏi nhân gian như đời. Nói làm chi rằng xuân vật tuần, xuân vật tuần mà. Nếu tuổi trẻ không hai lần thắng lại, nếu tuổi trẻ không hai lần thắng lại, còn trời đất như là còn tôi mãi. Nếu mà không tiếc cả đất trời, khắp sông núi vẫn than thầm tiếng Việt, khắp sông núi vẫn than thầm tiếng Việt. Cơn gió sinh chỉ thảo trong lá biếc, chim chim đang lột ràng bỏ đứt tiếng rau thi, chim đang lột ràng bỏ đứt tiếng rau thi, sợ là phải chăng sợ là phải phai tàn sắp sửa, phải chăng sợ là phai tàn sắp sửa.
ở đây chân phổi chân kinh chúng ta không phát tiếp, nhưng hôm nay chúng ta phải tiếp theo là trình diệp về là tác giả tác phẩm. Nhận xét về thơ mới thì Hoài Sơn đã biết ở trong cuốn Thiên nhiên Việt Nam, đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi, mất đề rồng, ta đi tìm đề sâu, nhưng càng đi sâu càng lành, ta thoát liên tiên cùng thể lửa, ta phiêu lưu trong cường tình cùng lưu trọng lư, ta đi chuồng với hàng mặt tử, chế lan viên, ta đắm say cùng với xuân diệu, nhưng đồng tiên đã khẽ, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tình, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngẩn ngơ trở về vùng ta cùng huy cảnh cả trời thực, trời mộng vẫn neo neo vùng ta. Nếu như kiếp rồi các bạn tìm hiểu nhà thơ Xuân Diệu thì ông được mệnh danh là ông hoàng của thơ tình. Thì tiếp này chúng ta đến với Hàn Mặc Tử. Trong thơ của Hàn Mặc Tử có một chất gì đó người ta gọi là chất điên, và cái điên ở trong thơ người ta gọi là điệp ca của thơ ca. Điên ở đây không phải là miệng bình thường như chúng ta thường hiểu, mà điên chính là cái sự thoát tục vượt qua những cái hàm của những cái gì mà mình nghĩ tầm thường trong cuộc sống. Và để tìm cái chất điên ở trong thơ của Hàn Mặc Tử và biết hơn về con người của ông, thì hôm nay chúng ta đi tìm hiểu bài thơ Đêm Hôn Biệt Già. Và nếu như ai đã từng du lịch đến phố biển Quy Nhơn chắc hẳn sẽ không bỏ qua cái địa danh nổi tiếng đó là Gành Đá. Nơi đó đang là nơi yên nghỉ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, nơi hướng nhìn ra biển, nơi có đồi Quy Nhơn và là nơi an nghỉ cuối cùng của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Một nhà thơ tài hoa nhưng bạc mệnh, ông rất bạc mệnh, ông chỉ có 28 tuổi. Và khi đến nơi này, rất nhiều nhà thơ trên khắp cả nước, trên thi đàn Việt Nam thường có nhiều bài thơ để biển ông. Và trong đó nổi bật của nhà thơ Nguyễn Tuấn: cô mồ anh nằm giữa hàng thơ, bao người các quả chặt phai mờ, thương cầm cạn lì do sầu ái, nhớ mặt đau buồn vẫn nhà thơ. Nằm trừ ánh tình nên đắc trợ, vì duyên nghiệp tròn người ơ hờ, vần thơ các tự nằm trong già, định tần bây giờ cũng tưởng mơ. Đó là một bài thơ mà những người đời sau, những nhà thơ sau này khi đến với viễn mộ Hàn Mặc Tử đã để lại. Chúng ta đi vào các phần tìm hiểu chung. Các bạn đi vào các phần một nói cho thầy. Các bạn chú ý vào sách giáo khoa và bạn nào có thể cho thầy biết một cái nét về tác giả Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử sinh năm 1912, mất năm 1940. Trên khai sinh lần của tạp chí, sinh ở làng Lệ Mật Ít, tổng Quảng Ó Xá, huyện Phong Lộc, tỉnh Đồng Hới, nay là tỉnh Quảng Bình. Trong một gia đình, Hàn Mặc Tử sống trong một gia đình viên chức nghèo, theo đạo Thiên Chúa. Cha mất sớm, mẹ ông sống với mẹ ở Quy Nhơn, có 2 năm trung học tại trường VL Đại. Rồi, thầy cảm ơn bạn đã trả lời rất đầy đủ một vài nét về nhà thơ Hàn Mặc Tử cho các bạn có thể giúp cho thầy. Tác giả Hàn Mặc Tử sinh năm 1912, mất năm 1940. Tên khai sinh là Nguyễn Trọng Thị. Tên khai sinh là Nguyễn Trọng Thị. Quê ở Đồng Hới, Quảng Bình. Mục dân thì ông có rất nhiều mục dân, đó là Minh Duệ Thị, Phong Trần và Lệ Thanh. Mục dân là Minh Duệ Thị,
Ông là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mạnh mẽ trong phong trào thơ mới. Đây là những hình ảnh về tác giả Phạm Ngọc Tứ. Các bạn có thể lượt qua Phạm Ngọc Tứ. Ở đây chúng ta thấy có hình của bốn người phụ nữ. Đây là một trong bốn bóng hồng của nhà thơ Phạm Ngọc Tứ: Kim Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình và Ngọc Sương. Đây là một trong những cô gái mà để lại nhiều cái cảm hứng cho nhà thơ, và Phạm Ngọc Tứ đã có nhiều bài thơ để viết về những cái bóng hồng xoay quanh cuộc đời mình. Và chúng ta biết sinh thời Phạm Ngọc Tứ là một người rất dễ dũng cảm, được vẻ đẹp, và ông đã trải qua những cái tình yêu đơn phương với một người này. Trong đó tích nguồn cảm hứng sáng tác nên cái bài Đêm Hôn Vị Già chính là Kim Cúc, một người con xứ Huế. Thì lúc Phạm Ngọc Tứ sống ở Quy Nhơn là một sở đặc biệt, và đã gặp qua bóng hồng là Kim Cúc, và ông đã thương thầm nhớ trồn, và hai người cũng có tình ái với nhau. Nhưng là một người sống thạch kín, sau này Kim Cúc đã về Huế và trở thành cái tu sĩ. Thì lúc đó Phạm Ngọc Tứ xem như Kim Cúc đã là người đi lấy chồng, và ông đã buồn thương. Lúc đó một người em của Kim Cúc đã nhận ra cái điều đó và thúc giục chị của mình là viết thư động viên thăm hỏi. Vì lúc đó như chúng ta biết, Phạm Ngọc Tứ đã bị mắc bệnh phong năm 24 tuổi. Cái bệnh phong thời bấy giờ là một cái bệnh rất nguy hiểm. Các bạn từng nghe về cái bệnh phong hay là gọi là bệnh cùi, bệnh hôn ha. Và những cái năm tháng còn lại ông sống ở Quy Nhơn, điều trị ở trại phong Quy Hòa, và ông đã rút hơi thở cuối cùng ở đó. Hiện tại thì vẫn còn lưu giữ những cái chiếc giường cũng như căn nhà mà ông đã sống ở đó và cũng hơi thở cuối cùng. Thì để nói về cái cơ duyên mà cái nguồn cảm hứng mà ông đã sáng tạo nên cái bài thơ Đêm Hôn Vị Già, thì thầy sẽ mở rộng để cho các bạn hiểu thêm. Lúc đó Kim Cúc đã gửi cho Phạm Ngọc Tứ một cái tấm hình, chứ không viết thư, mà chỉ gửi một bức hình. Trong đó có cảnh trời mây non nữa, có chiếc đò ngang và một cô gái chèo đò. Và Phạm Ngọc Tứ nhận được cái bức ảnh đó đã sáng tác nên cái bài thơ Đêm Hôn Vị Già. Đây là nơi ở của nhà thơ Phạm Ngọc Tứ trước khi bị bệnh và mất, và hiện tại là nó đang nằm ở Quy Hòa, Quy Nhơn. Ở đây là chiếc giường đã nằm vật vã trong những tháng ngày cuối cùng. Phạm Ngọc Tứ chống chọi với căn bệnh phong quái ác và đã từ trần cũng hơi thở cuối cùng ở tuổi 28 vào ngày 11 tháng 11 năm 1940, một con người tài hoa nhưng đoạn này. Đây là đường lên mộ Phạm Ngọc Tứ. Nếu như chúng ta có điều kiện du lịch đến Quy Nhơn, chắc hẳn sẽ không bỏ qua cái địa danh gần đó. Nơi đây có đồi Thi Nhân, nơi là yên nghỉ của nhà thơ Phạm Ngọc Tứ. Đây là mộ Phạm Ngọc Tứ được chôn cất lần đầu tiên tại Quy Hòa. Như chúng ta biết, Phạm Ngọc Tứ lần đầu tiên thì được chôn cất tại đây, nhưng sau này đã di dời mộ đến đồi Thi Nhân, và ông đã có hai lần chuyển mộ. Đây là mộ của Phạm Ngọc Tứ trên đồi Thi Nhân.
chúng ta đi vào cái phần hai nhóm, đó là sự nghiệp sáng tác. Dựa vào sách giáo khoa và dựa vào câu hỏi thầy đã cho về nhà việc đó để học phải là chuẩn bị. Bạn nào có thể biết nên cho thầy một vài cái tác phẩm của nhà thơ Phạm Ngọc Tử, xin mời. Thưa thầy, những tác phẩm chính của Hoàng Ngọc Tử như là Ghé Quê, Thơ Điên, Sông Như Ý, Tục Thanh Ký, Cảnh Châu Biên, Di Tiền Ngộ, Cùng Tiên Hội, Chơi Giữa Mùa Trăng, và ngoài tập Ghé Quê in lúc sinh thời thì còn toàn bộ thơ Hoàng Ngọc Tử gửi được in là được, thầy cảm ơn bạn đã rất đầy đủ rồi. Thì cái phần sự nghiệp sáng tác của ông thì cả cái tác phẩm nó có ở trong sách giáo khoa trang 38, vậy là có thể đi một vài giải pháp cho thầy. Thứ nhất là cả tác phẩm chính đó là Gái Quê, Thơ Điên, Xuân Như Ý, Thường Thanh Ký. Duyên Kỳ Ngộ, Quần Tiên Hội, và Chơi Giữa Mùa Trăng. Duyên Kỳ Ngộ, Quần Tiên Hội, Chơi Giữa Mùa Trăng. Về đặc điểm thơ của Hàn Mặc Tử, như chúng ta biết, Hàn Mặc Tử có một cái thế giới nội tâm rất phong phú, đa dạng. Và trong con người của ông có nhiều cái cung bậc cảm xúc và có một cái chất điên như thầy đã nói ở đầu cái tiết học. Thì cái điên ở trong thơ ông không phải là cái điên bình thường mà là cái điên thoát tục. Và nó là một đỉnh cao của thơ ca. Đặc điểm thơ của ông là vừa quằn quại vừa đau đớn. Quằn quại, đau đớn. Đặc điểm thơ là quằn quại, đau đớn. Ông là một con người rất đa tình và dễ rung cảm được cái đẹp của cuộc đời, và là một con người có cái tâm trạng tâm lý rất hỗn loạn, và ông có những cái tháng ngày buổi đời sống trong đau đớn bệnh tật. Vì vậy đã đi vào thơ ca của ông với những cái cảm xúc, với những cái đặc điểm quằn quại đau đớn vừa hồn nhiên và trong trẻo. Hồn nhiên và trong trẻo. Quằn quại, đau đớn, vừa hồn nhiên, trong trẻo. Chúng ta chú ý lên màn hình, thầy sẽ tóm tắt lại bằng cái sơ đồ để cả lớp chúng ta dễ nắm bài hơn. Nhìn lên màn hình thì các bạn có thể thấy về cuộc đời thì ông sinh năm 1912, mất năm 1940, quê ở Quảng Bình, và ông chịu nhiều bất hạnh. Cha mất sớm, mắc bệnh phong ở tuổi 24 và qua đời ở tuổi 28, có một cái tình yêu trắc trở. Tình yêu trắc trở thì giống như thầy đã nói, ông là một người đa tình, dễ rung cảm trước cái tình yêu, nhưng toàn là tình yêu đơn phương. Và những bóng hồng vượt qua cuộc đời ông thì không có người nào có thể tìm được hạnh phúc với ông vì là yêu đơn phương. Về cái sự nghiệp thế là nhất
trong phong trào thơ mới 32-4-15 và ông có cái sức sáng tạo mạnh liệt, có một phong cách bí ẩn, phức tạp, đau đớn và thiệt tha của trần thế. Các cái tác phẩm chính thì các bạn xem thêm cái sách giáo đúng không? Thì gồm có Gái Quê Thơ Điên Xuân Như Ý, Thường Thanh Tý, Duyên Kỳ Ngộ. Vậy thì cái tác phẩm Tây Phương Vị Già nó nằm trong cái tác phẩm nào của ông, cái bài thơ Tây Phương Vị Già, bài nào có thể cho thầy biết không? Rồi thầy mời ra. Tác phẩm Tây Phương Vị Già được in trong tập thơ Điên. Rồi, trong tập thơ Điên, thầy cảm ơn. Như vậy thì cái tác phẩm Tây Phương Vị Già là nằm trong cái tập thơ Điên ha. Các bạn đi vào cái phần ba nhỏ tiếp theo là tác phẩm. Về xuất xứ thì Tây Phương Vị Già in trong tập thơ Điên. In trong tập thơ Điên. Về hoàn cảnh sáng tác thì năm 1938 được gửi cảm hứng từ một tình đơn phương của Hàn Mặc Tử với cô Hoàng Phúc, một cô gái quê ở Vị Già, Huế. Hoàn cảnh sáng tác thì năm 1938 được gửi cảm hứng từ một tình đơn phương của Hàn Mặc Tử với cô Hoàng Phúc, một cô gái ở Vị Già, Huế. Hoàn cảnh sáng tác năm 1938 được gửi cảm hứng từ mối tình đơn phương của Hàn Mặc Tử với cô Hoàng Phúc. Hoàng thì kính phúc trên trời đất. Nhiều bạn thắc mắc là bảo Hoàng Phúc thì kính phúc. Rồi đây là hình ảnh cô gái Huế mà gửi cảm hứng cho nhà thơ sáng tác nên cái bài thơ Tây Phương Vị Già. Về bố cục thì các bạn chú ý vào sách giáo khoa, ở đây bài thơ nó in tách biệt ba cố và nó tương đương với cái bộ cục ba phần ha. Các bạn đi vào phần C là bộ cục. Bố cục thì ba phần, tương ứng với ba cục thơ, thì bạn nào có thể cho thầy biết cái nội dung của từng phần là như nào? Cái câu hỏi thầy cho bạn nào có thể cho thầy biết cái nội dung từng phần trong cái bố cục của bài thơ? Có ai ngoài bằng rồi thầy mới nội dung tương đối với bác của chúng ta phần một là vương vị đa lắm mà vương vị đa lắm mà mai trong vương vị đa lắm bây giờ mai trong tàn vương vị hai tấm hai là cảnh sông nước từ người đêm trăng và tâm trạng thi sĩ. Tập 3 là hình bóng hay và hình bóng khách đang xa và nổi nền mơ tưởng hoài nghi. Rồi, thầy cảm ơn. Có bạn nào bổ sung không? Về nội dung từng phần. Rồi, cả lời chú ý lên cho thầy. Thứ nhất, cái phụ một đó là cần thiên nhiên và con người phôn vị.
Thứ nhất là phục một. Phục cũng là bác quanh nhất là bác tương ứng là ba phục thôi. Phục một. Cảnh thiên nhiên và con người không bị. Thứ hai đó là cảnh sông nước đêm trăng. Cảnh lập kia vào cho thầy. Bố phục ba phần. Phục một là cảnh thiên nhiên và con người không bị. Phổ hai là cảnh sông nước đêm trăng. Và phổ ba đó là hình bóng con người trong sương khói mờ ảo. Hình bóng con người trong sương khói mờ ảo. Khổ hai là cảnh sông nước trên cách. Khổ ba là hình bóng con người trong sương khói mờ ảo. Hình bóng con người trong sương khói mờ ảo. Đó là cái nội dung từng phần ở trong bài thơ. Hình bóng con người trong sương khói mờ ảo là khổ ba. Sao như lắm? Đây là những cái hình ảnh của chữ Huế mộng mơ cảnh con bị. Trước khi đi vào đọc hiểu văn bản cả lớp khi vào phần hai là mà đọc hiểu văn bản cho thầy thì ở trên màn hình có câu hỏi dòng nào nhận xét đúng về âm điệu của bài thơ đây không bị già thì thầy đã dặn cả lớp về đọc trước tìm hiểu trước cái nội dung và thông qua cái bố cục cái nội dung từng phần. Bạn nào có thể trả lời cho thầy bốn cái đáp án trên thì đáp án nào là đáp án chính xác nhất? Trầm hùng bi phấn trang trọng hoặc là hào sảng khoan thai trong dạ hay là nhẹ nhàng da diết khắc quái và đáp án D là trầm buồn ảo não nghẹn ngào. Thì theo các bạn theo sự cảm nhận riêng và sự chuẩn bị bài ở nhà thì bạn nào có thể cho thầy biết cái dòng nhận xét đúng âm điệu của bài thơ nên không bị già thì trong bốn đáp án trên chúng ta chọn đáp án nào? Các bạn nào còn ai ngoài rồi thầy mới đáp rồi thầy cảm ơn. Có bạn nào có đáp án khác không? Có bạn nào có đáp án ngoài bạn đáp không là đáp án C. Như vậy là tất cả chúng ta đều đồng tình với đáp án C đúng không? Rồi thì cái đáp án mà đúng nhất đó chính là đáp án C, nhẹ nhàng, gia diễn và khắc quái. Đây là thể hiện cái tâm trạng nhớ nhung, gia diễn của Hàn Mặc Tử nhớ cô Kim Cúc, người con gái, người yêu đơn phương của nhà thơ, người con gái xứ Huế. Và khi nhà thơ Hàn Mặc Tử nhận được cái bức ảnh về phong cảnh của xứ Huế thì đã tạo cái nguồn cảm hứng và sáng tác nên cái bài thơ đây không bị già. Rồi cả lớp chú ý lên màn hình và chúng ta đọc cái bài thơ cho thầy. Bạn nào có giọng đọc quyền cảm to rõ thì đừng dễ đọc cho thầy nào. Rồi thầy mời cả lớp chú ý vào sách giáo khoa. Sao anh không về không quân vĩ, nhìn lắm hàng cao hắn mới lên. Vườn anh nước quá anh yêu lặng, đá trúc chen ngang và chữ điểm. Gió theo đôi gió mây đường mây, dòng nước mùa thiêu hoa bắc lan. Vườn anh đậu đến sông trăng gió, có chỗ trăng về tối nay. Mưa khách đường xa, khách đường xa, áo em chẳng quá nhìn không ra. Ở đây xương quái mờ ảnh, anh biết tình ai có được đã. Trời, cảm ơn. Mời một bạn nữ
đọc lại cho thầy đọc. Mời dòng mặt rồi, xin mời người đã tụi đi. Thank you.
Sao anh không về chơi con vị, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mất quả sân như ngọc, là chút che ngang mặt trứng tiền. Đó là bốn câu thơ của bài thơ Chơi con vị nằm một, nói về cái cảnh thiên nhiên và con người thôi. Con vị chúng ta chia lớp ra hai nhóm cho thầy, bên này nhóm một và bên này nhóm hai, chúng ta cùng thảo luận nhỏ. Nhóm 1 là bên này nhé, các em chú ý lên màn hình cho thầy và cùng thảo luận cái câu hỏi. Các bạn sẽ đọc, sẽ đọc hai bạn sẽ đọc nhóm 1 là mở đầu bài thơ là một câu hỏi, em hãy cho biết lời của ai, dòng điều hỏi và ý nghĩa của lời hỏi. Nhóm 2 là bức tranh thiên nhiên, con vị hiện lên như thế nào qua nhìn lên nắng hàng cao và nắng mới lên, nêu nghệ thuật được sử dụng. Cái lớp có 2 phút. Đây là câu hỏi thảo luận, thầy đã cho sẵn ở nhà để chuẩn bị ở nhà. Bây giờ chúng ta cùng thống nhất cái nội dung và cương đại diện đứng dậy trình bày cho thầy. Cứ đại diện một bạn có cái giọng to rõ đứng dậy trả lời các bạn không dậy. Nhóm 1 là một câu bài thơ, là một câu hỏi, em phải cho biết lời của ai, dòng điều hỏi ý nghĩa thì lời hỏi. Nhóm 2 là bức tranh thiên nhiên con vị hiện lên như thế nào qua hình ảnh nắng hàng cao nắng mới lên và nêu cái nghệ thuật được sử dụng. Ở lớp có hai cuộc chuẩn bị thống nhất, tất cả cùng tham gia chứ không phải bàn tham gia bàn không nhé. Trong quá trình trình bày nhá, thì các bạn có thể nhận xét chéo. Nhóm 1 nhận xét bổ sung nhóm 2 và nhóm 2 nhận xét bổ sung nhóm 1. Các thành viên trong nhóm nếu cảm thấy bạn của mình trình bày chưa đầy đủ thì có thể bổ sung đấy. Thao sẽ bỏ mỗi nhà thơ về thôn vĩ, đồng thời thể hiện nỗi đau thân phận
Rồi, thầy cảm ơn. Trong nhóm của mình có bạn nào bổ sung ý kiến của nhóm không? Có bổ sung thêm không? Nhóm 2 có nhận xét gì về cái câu trả lời của nhóm 1 không? Thứ nhất, câu hỏi, mở đầu bài thơ là một câu hỏi, em hãy cho biết lời của ai? Ở đây nhóm 1 đã trình bày, đây chính là lời tư vấn của chính tác giả. Nhóm 1 có đồng ý như vậy không? Thứ hai, câu thứ hai là đây là lời của ai, dòng điều hỏi thì nhóm 1 đã trả lời. Đây thì dòng điều ngọt ngào, đằm thắm, thân mật và gần gũi. Thì ý thứ ba thì nhóm 1 đã trả lời bộc lộ cái khát khao chạy bộ của nhà thơ về thôn vị, đồng thời thể hiện cái nỗi đau thân phận của mình. Nhóm 2 có nhận xét chi về câu trả lời của nhóm 1 không? Mời với câu rồi mời bạn bổ sung cho nhóm của mình. Có thể là dòng của người con gái đang chất vấn tăng giá. Như vậy là nhóm 1 bổ sung thêm, đây có thể là lời chất vấn đúng không? Lời chất vấn của người con gái hỏi tác giả. Mời nhận xét của đại diện nhóm 1 đây. Nhận xét về câu trả lời của nhóm 2. Nhận xét về câu trả lời của nhóm 1. Em có đồng tình về câu trả lời của nhóm 1 không? Mình có bổ sung gì không? Rồi, thầy cảm ơn. Mời bạn một chút. Mời nhóm 2 trình bày một tí nữa. Đúng sai như thế nào thầy sẽ sửa luôn một lần. Mời nhóm 2 trả lời cái câu hỏi của mình. Đó là bức tranh thiên nhiên thôn vị hiện lên như thế nào qua hình ảnh nặng hàm cao và nặng mới lên nếu nghệ thuật được sử dụng. Những đề trả lời to rõ. Chúng ta sản lập ánh nắng, hình ảnh hàng cao vươn mình và đàm nặng. Ánh nắng ban mai rực rỡ, làm bừng sáng cả không gian. Rồi, thầy cảm ơn. Mời bạn ngồi xuống. Đó là câu trả lời của nhóm 2. Do cái tiết này là chúng ta học 3 tiết. Bài này chúng ta học 3 tiết. Thì cái tiết học hôm nay chúng ta dừng lại đây và sang tiết 2 thì tí nữa thầy sẽ là cùng với cả lớp để đi giải quyết cái phần còn lại. Thì tiết học hôm nay chúng ta dừng lại đây. Mời quý thầy cô và các bạn. Thank you.